Thấy nhân thôi. Đấy là ba dê ông Trương. Tối là vậy hả? Cho tất chân tất tay vào. Có hết cả đấy anh ơi, nhưng mà chưa đeo. Tất tay cho cái tất chân với bác ạ. Đi thiêu không phải đấy nữa. Đi thiêu không phải vậy đâu. Đi thiêu không phải đâu. Nhưng mà em mua rồi cứ đeo. Dạ cần. Em mua thì cứ buộc để đeo, được đi thiêu thì mai đấy. Nó làm hết, nó mua rồi đủ hết rồi mà. Em ơi. Đi thiêu để có phải bỏ bác ra hay là như thế. Cứ chờ bác. Mai đây thì ra quá ta. Mà sao mới đầu nó dốc. Không, mai đi thiêu thì có chôn đâu mà sợ. Địa táng thì sợ lật mi này nọ kia thiêu thì gần đâu. Tí nó kê cái gối của cụ thôi. Hoài có hoài nhà hay đâu hết không đi. Có gối đây sao lấy gối này. Không có cái gối mới. Hoài 10 có hoài nhà hay sao đây. Có cái mới ạ. Anh cho hỏi 10 em có hình như có hoa nhài đâu. Đây khăn đây không ngã. Chú vẽ tay. Các chú vẽ tay. Tôi giúp anh ơi. Ghép sao vẽ vào chồng. Không vì như ghép. Ghép vẽ lại từ từ sau. Thôi đây. Sau 3 người ở trên 3 người ở dưới. Đều xuất. Có hoa nhài đâu, giá đi anh mình. Mày bán đây, bán đây. Đào, xong chưa? Không, mình cứ nhanh, nhanh, nhanh. Chặt tay nha. Cứ bình tĩnh, chặt tay. Tặng ngang, tặng ngang, tặng ngang, tặng ngang chứ.
Rồi dán mặt ra, dán mặt ra. Để em dán mặt. Rồi dán mặt ra. Dán hẳn mặt ra. Rồi hẳn mặt ra. Tôi để ngang trên bụng thôi, đúng rồi. Dán hẳn ra. Để ngang trên bụng. Đặt lên trên bụng. Tôi đặt lên trên bụng này. Khởi tay ra. Cả một cái dây mà vặt ra, vặt ra, vặt ra, đặt ngang trên bụng, đặt cứ đặt ngang trên bụng, đừng đặt cái gì à, cứ đặt lên trên bụng, đừng đặt cái gì à, tại sao cứ để đây, cứ đặt từ ngực của xuống, đừng để cái mang tay đấy, để cái một cái em để gì à, để gì nó thoát ra ngoài, quá vậy, bảo như thế này. Đặt trên này luôn. Chặn cái gì vào đây? Đá. Đấy, sao cái này nó ngấm ở đây, nó bung lên đây. Con hai chân chìa mà. Đặt này nó dưới nó sao nó ngấm rồi, cái này nó vội ép rồi. Ôi trời ơi, nhà mai đi chịu rồi. Đặt cái lăng hoa cái lên. Đặt cái lăng hoa lên đây. Để lăng hoa đây. Bắt cơm vào trứng rồi. Bắt cơm vào trứng ngoài kia. Chỉ là mang màng.